Chết tới nơi rồi, bị dí rồi con ơi. Ở không làm gì, chiếu bạn nghe coi đó. Bị rồi con ơi. Chưa bị đâu bác. Bác quên con tượng của con còn nằm bên lề thủ thế này của bác sao? Hồi tượng trận pháo. Bác quên tấn mã trận nó rồi. Đâu phải, bác trận rồi nhưng xe con đuổi phải tẩu mã đó chứ. Bác quên mất. Vậy thì bác tấn mã bên đây, cháu hoành xe lại trận ngay tức thì. Đem xe qua bác lượm tượng cháu chơi, chỉ còn một nước pháo xe công thành. Không kịp rồi à, không kịp rồi bác ơi. Pháo trùng đập bộ chỉ huy, sông xa cặp nách bác đi đường nào. Bây giờ không làm gì, chỉ rồi. Giỏi thật, thằng kế này giỏi thật chứ. Có ngà đâu. Dạ. Thưởng cho thằng kế bình trà ngon nữa cái coi con. Dạ. Trời ơi, thưởng cái bình trà. Thắng bác đi, nhận phần thưởng này cũng chật vật lắm chứ đâu phải dễ. Chứ sao có gây go vậy mới thích thú chứ con. Đây, bình trà mới đây. Tía, tía thắng nữa hả tía? Kỳ phùng địch thủ mà. Làm sao tía thắng nó hai bàn liên tục được con? Dạ. Vậy là quê. À, 1-1 hả tía? Cha anh kế đánh cờ cũng giỏi quá chứ tía ha. Má mày giới thiệu thiệt là không có lầm người rồi nghe. Làm tía vui quá cỡ thợ mộc rồi chứ. Ủa? Gà trống nhà ai mà rượt đạp mái gà mình náo loạn vậy ngà? Để coi. Kiếp cái này gà của anh Phát đó tía. Thằng cũng có tay nuôi gà quá chứ. Dạ nó có tay lắm. Dạ. Bộ gió nó to khỏe. Dạ khỏe bộ lắm. Vàng ống mượt. Đi dạ. Còn đã không? Thằng Phát á bác, cũng là một tay cờ có hạng nữa đó bác. Yeah. Sẵn dỗ nội, con qua con kêu nó sang đây tiếp tía dài dáng chơi ngà. Dạ, tía ơi tía, nhưng mà làm sao ảnh dám mà tía biểu qua? Bác đã biểu thì cứ kêu đi. Mày đi, mời nó cho tao, tao có ăn thịt gì đâu mà sợ. Chỉ dùng nó chân cờ. Vậy thì con đi liền. Đi liền, đi liền, nè nè. Nói nó qua liền, đừng có để bác đợi nghe. Đi lẹ lên. Dạ. Con nhỏ này lạ đời dĩ hổm không? Kêu đi kêu thằng nhỏ qua chơi mà cũng sợ nữa. À đi cháu. Dạ, dạ. Uống đi, rồi bác cháu mình đánh tiếp ván khác. Dạ bác ơi. Bác cháu mình uống trà nói chuyện chơi cho nó thư giãn tinh thần đi bác. Để lát nữa đấu cờ với thằng Phát, bác không thấy mệt mỏi. Thằng kế này nói gì cũng trúng ý bác hết vậy ta ơi. Công nhận thằng này nha. Còn trẻ mà thảo đời dữ ra. Dạ cảm ơn bác. Uống đi cháu. Dạ. Thơm ngon uống vô nghe nó khỏe quá bác ơi, cháu thích ghê á. Bác chỉ uống thứ này không đó, trà Thái Đức đó, hai bác cháu mình hợp ý nhau lắm kế ơi. Ây da, bác ơi, bác thấy chuyện con gà hồi nãy làm sao bác? Gà bác lấy giống đó to khỏe, tướng mạo phương phi, tốt bà con. Dạ, theo con thì con thấy khác á, nó ảnh hưởng tới nhà bác. Ảnh hưởng sao con? Bộ thằng kế này mày cũng biết coi tướng số nữa hả? Dạ, con đoán việc trên cơ sở khoa học. Vì cái nghề này á, ân sư chân truyền cho con đã lâu rồi. Nên vừa trông thấy con gà trống kia á lá xô bày gà nha. Đi này đi qua như người nuôi với lại chủ nhà. Vừa nghe con nói hay giận mình lo quá, không biết lành hay dữ đây. Ba yên thầm chuyện đó tính lành. Lành hả con? Dạ. Ôi phúc đức cho nhà bác quá. Kim kê nhập gia đáo nhân phú quý, ngân phát nội gia đã kim ngân chi tử,
tử phát ngôn cầu ư kê thê nội gia thuận ngôn xin trưởng giả. Tốt quá. Thằng kế này mày làm mày nổ một hơi, tao không hiểu mẹ gì hết vậy mày. Mà sao có tên tao đứng đầu ở đó vậy? Ủa, Kim Kê là tên của bác sao? Y chang. Tên bác á là Trần Kim Kê nè. Đúng là vận may đã đến với nhà bác rồi bác ơi. Đúng, đúng sao con nói bác nghe con. Dạ, điềm ứng ngay vào tên của bác, quả là linh ứng không sai một chút nào hết á. Câu con nói nãy giờ đó, nghĩa là sao mà con nói là linh ứng vậy? Dạ, kim kê nhập gia, có nghĩa là gà vàng vào nhà. Đáo ngân phú quý là tiền bạc từ đâu muốn đến với bác nhưng chưa đúng thời. Này đã tập trung trở về bác hết. Chữ đáo đó, đáo có nghĩa là trở lại. Bác hiểu rồi. Còn hai câu kia thì sao con? Dạ, nhân phát nội gia kim ngân chi tử. Có nghĩa là trong nhà của bác có trùng ai tên bác hay không bác tiền tiên. Nhà bao sao trước chắn theo trai chỉ một già lấy ai tên phát quả chẳng là thế nhà. Có một thằng tên nó trùng xin làm để nhà bác còn chưa cho. Dạ đó là chuyện nhà của bác, kéo làng gan cũng đâu dám xen vô. Thôi còn như tên bác tại gia phù quý sang vào cháu con mà dư hương ấm no đời đời. Thôi đây tùy cháu nói rành cho ba thường, cho ba thường để đồng. Hơi sức đâu mà cháu lo, cứ nói tiếp cho bác nghe đi con. Dạ, còn cái câu tử phát ngôn cầu ư kê thê nội gia thuận ngôn xin trưởng giả là người mang tên phát á, có cầu bác điều chi. Dù ngược đời, bác cũng nên chấp nhận, vì đó là phúc lành của bác. Để đời sau con cháu hưởng dài dài. Nếu không hội tụ đủ điềm ứng á, thì đành chịu thôi bác à. Chà, rắc rối là ở cái chỗ này nè. Làm sao có phát đây con? Có cách rồi bác. Cách gì? Cách gì? Nói bác nghe coi con, nói đi. Nhưng mà tùy bác à nghe. Nghe được thì bác làm à. Không làm thì thôi à, chứ đừng có đổ thừa tại con bày vẽ nghe bác. Mày sao rào đoán hoài? Chẳng lẽ cháu muốn cho bác giàu sang nè, hãnh diện với đời nè, bác lại phụ bạc cháu sao? Cách nào? Nói mau đi con. Dạ, con thấy vậy nè. Hay sao? Cái điềm linh ứng đã khiến cái con gà vàng của cái thằng Phát tự nhiên nó chạy sang, nó đạp mái con gà của bác. Như là thằng Phát đạp mái em gà vậy đó. Trời ơi, có chuyện đó nữa sao? Trời ơi, như vậy chết tôi rồi. Gà ơi là gà. Ủa bác nói gì vậy bác? Trời ơi, con thấy rõ ràng là như vậy phải không? Thì chuyện trước mắt bác còn hỏi gì nữa? Trời hỡi trời, tôi không sao ngờ được. Bác ngờ gì lại kêu trời à như vậy? Nát tan rồi không còn hy vọng, như ảo mộng. Con gái tôi nó đã hư rồi trời. Gì trời? Bác ơi, bác không chịu nghe kỹ gì hết à, tự dưng là kêu trời cái nói em ngà hư. Thì chính mày mới nói thấy rõ ràng trước mắt mày mà thằng Phát nó đạp máy con ngà. Trời ơi, cái đó con có nói nghe con. Trời ơi, con nói là con nói con gà trống của thằng Phát đạp máy con gà bác. Chữ nó ở đây nó nghĩa là tưởng tượng như thằng Phát đạp em ngà. Để trong nhà bác có thằng Phát ứng là điềm linh là suôn sẻ. Trời ơi. Vậy dạ trời ơi, hú ba hồn chinh vía. Dạ, bác tưởng con ngà nó tiêu tùng với thằng Phát rồi chứ. Trời ơi bác sao? Bây giờ bác nghe kỹ chưa? Thằng cháu mày cứ yên tâm, ta không có lộn nữa đâu. Bác nghe tiếp nè. Qua cái chuyện đạp máy á, bác lại kêu nó sang đây chơi cờ. Khi nó vô nhà bác rồi thì coi như là
Bác nhớ cái chữ như vậy nha. Ừ, nhớ rồi, nói tiếp đi. Thì coi như con rể ở trong nhà đi. Ừ. Con gà đạp mái, thằng Phát vô nhà bác là suôn sẻ hai câu rồi đó. Còn câu thứ ba sao con? Câu này thì phải chờ sự hên xui của bác. Ừ. Nhưng bác đừng có lo, hễ đầu xui thì đuôi lọt à. Phản bác. Đúng y chang vậy đó nghe. Dạ thứ ba, anh Phát qua tới. Dạ, kính chào bác. Ồ, cháu mới qua tới đó hả cháu? Cháu cưng. Dạ, cháu qua nãy giờ nhưng bận bắt gà. Cháu thành thật xin lỗi bác, ra để con gà cháu qua phá nhà bác. Ồ, không sao, cháu cứ tự nhiên đi, ngồi xuống đây đi cháu. Dạ. Nga. Dạ. Kiếm chỗ cột con gà giùm anh đi con. Dạ, dạ anh đưa gà cho nghe. Phát. Phát. Qua đây đi. Tao giới thiệu mày với bác Tư rồi đó. Mày tiếp bác dài dáng đi. Nè, cháu cũng phải ngồi đây làm trọng tài cho vui chứ đi đâu vậy? Dạ cháu đi toilet cái trở lại liền. Bác nhớ câu thứ ba nghe. Ủa, thằng kế nó nói gì vậy bác? Nó nói bác coi chừng cháu bằng thứ ba thắng bác á. Dạ, cờ đã sắp sẵn. Dạ con xin kính bác đi nước cờ đầu tiên. Con kính lão đắc trang, thôi bác đi bắt đầu. Con pháo này tiên phong, con đưa liền sĩ lên. Có chỉ đầu đắc rồi, con má này giọt ra. Con cũng lên má liền, tượng tiên lên tượng mày. Con tấn mã lên luôn, ra xe liền cho ta. Cháu tiên lên con chốt, bác chiếu rồi con ơi. Chóng tượng lên tức thì, xe đốt con pháo này. Con tưởng này chạy đâu, con mã này tấp. hay quá, đúng là kỳ phùng địch thủ mà. Vừa cho xe giữ tượng khỏi bị chiếu, lại vừa bắt ngược lại xe của bác nữa. Thế đỡ hay quá. Ủa bí chưa mà cười dữ vậy bác? Chưa, nhưng mà sắp bí rồi con ơi. Rẹt con pháo này qua đây, bắt con chốt cái coi. Cháu cũng lượm con ngựa này cái đã. Ủa, sao bác đi bên quân cờ vậy? Mới có một bên, mà kẻ địch bên kia muốn mệt rồi cháu không thấy sao? Chưa đâu bác ơi, thằng này nó ghê lắm. Bác nhìn kỹ lại cờ coi, bác mệt chứ không phải nó mệt đâu. À, vậy thì bác dạt xe qua bắt mã bên đây chứ đâu có để gì nó ăn dễ dàng vậy con. Đuổi thì cháu chạy tiến mã, ngựa trời của ta đâu tiến lên rõ. Ngựa cháu cũng qua sông trạm chốt của bác luôn. Ê, một tên giờ này mà còn ăn chốt hả? Ra xe bắt pháo cái coi. Bắt thì chạy, pháo đâu, về bên sông nằm nghỉ mát con. Tượng đâu? Tượng đâu? Đốt con ngựa vượt biên cái coi. Cảm ngang cho bắt lụm con ngựa một cái coi. Búp, một tên. Xe đâu? Rời ga coi. Chết tới nơi ra xe là bay. Nhìn xem con xe này chạy lên sĩ hiểu vua. Cái thằng nước cờ cũng khá, bác cho con thượng lui về. Con vô pháo đầu, bác lên sĩ trắng. Xe lửa tốc hành, ôi thôi trễ quá. Xem đây con pháo vô liền. Thông cảm nghe, cho bác lượm con sĩ giữ tướng này nghe con. Lượm nhẹ vậy thôi. Sao nãy giờ không để ý vậy cả? À, pháo nổ lớn quá, phải tan xác thôi. Sĩ, nhào lên, đốt con pháo này cái coi con. Dạ, dạt xe qua một bên coi. Con cũng dạt xe qua bắt tượng cái coi. Không ăn nhầm gì đâu, thông cảm cho bác chiếu cái coi. Xuống sĩ, đỡ, có gì đâu á. Tan nát đời qua rồi con ơi, sông xa mà nói không có gì à. Bóp con
coi dùm bác con phải bí không con? Thông cảm nghe. Nhẹ vậy thôi à. Đó, à thua thì... À. Thì thôi con sắp cờ. Đời mà. Bác hay quá. Mày y như tao vậy đó. Đánh với bác lúc nào cũng bị sắp cờ trước đó. Dạ thưa tía, à, má nói nhang tàn nửa cây rồi, tía canh vào cúng nước. Ờ, để đó tía con. Nè, cho ông Phát mày nợ hoàng ngang, lát nữa đánh tiếp ngang. Dạ. Bây giờ á, uống trà nghỉ xả hơi chút rồi bác vô cúng nha. Dạ. Nghe, con gà của anh đâu rồi nghe? Coi chừng mất rồi chết anh đó nghe. Không có mất đâu mà sợ. Tía coi đó, có con gà mà anh làm như gì vậy? Vậy chứ anh có mình nó đó. Coi bộ cháu cưng con gà đó quá ha. Dạ. Sao mày không nuôi gà mái cho nó đẻ cả bầy cho vui mày? Dạ thưa bác. Dạ dạ, dạ cô đơn lắm, lẻ loi một mình giống như con gà trống cô đơn vậy đó. Ừ. Cho nên con muốn tìm một con gà mái tâm tình và kiếm thêm mấy con gà con cho nó vui nhà vui cửa. Đúng rồi đó bác, tội nghiệp nó lắm. Nó con mình à, không có bồ, không có bạn gái, có một thằng bạn trai à, có một con gà tre này làm bạn với nó thôi à. Dạ. Dạ cháu đang tính tìm cho gà cháu một nàng gà mái, nhưng cháu đâu có ngờ nó muốn đạp mái con gà nhà bác. Bác ơi. Ừ. Tội đó lắm nghe bác. Ừ. Nó đi làm về là nó nói chuyện với con gà bác, không ai để nó nói chuyện hết bác. Tội nghiệp quá hen, tối ngày cứ nói chuyện với gà không hả? Ừ, gà cũng biết nghe nó nói nữa hả? Dạ. Ủa, vậy thì phải gọi ảnh là Phát Gà mới đúng không tía? Vậy là Lê Thạnh Phát Gà. Dạ thưa bác. Ừ? Dạ chuyện dĩ lỡ rồi cho nên con muốn thưa chuyện với bác. Cái gì? Chuyện dĩ lỡ? Mà dĩ lỡ chuyện gì vậy? Dạ con nghĩ chắc đây là do duyên số. Ừ. Nên gà con mới đạp mái con gà nhà bác. Ờ. Vậy xin bác thương con, bác cho con cưới con gà. Gì? Cưới con gà? Bác từ đầu xuôi đuôi lọt, đầu xuôi đuôi lọt. Y chang y chang. Được được, bác cho con cưới con gà đó. Dạ cảm ơn bác. Này nó điên rồi. Tía, đồng ý cho anh cưới con gà thì không tiếc. Ừ, chứ làm khó làm dễ nó làm chi con gà. Dạ, dạ thưa bác, nếu bác đã thương thì thương chứ. Sẵn có bà con đông đủ trong ngày giỗ hôm nay, bác tuyên bố với mọi người cho con được nở mày nở mặt đi bác. Ừ, cho cưới con gà mà phải tuyên bố với mọi người nữa sao con? Bác từ thuận ngôn sinh trưởng giả mà bác từ. được, vô đây bác cúng nước xong á rồi bác sẽ tuyên bố với bà con ngay cho mày cưới con gà vào ngày lành tháng tốt khỏi ở rễ nghe. Cảm ơn bác nhiều. Dạ. Qua ngô bác tư. Nó khoái. Cưới gà. Kế. Dạ. Sao tao run quá mày ơi. Rủi ổng à. Rủi gì? Ổng đã hứa trước mặt bà con cho mày cưới con gà là trúng mẹo của tao rồi. Vậy hả? Phải gả tôi chứ làm sao mà từ chối được mày. Mày yên tâm, coi ta làm lễ cưới cho mày nè. Ừ. Đàn trai tôi. Mày vô. Tía, đàn trai tới rồi tía ơi. Ơi, cái gì mà đàn trai? Trời, mày có điên không ngà? Sao bữa nay mày mặc đồ cô dâu? Tía đã nhận lời bữa nay cho anh Phát tới làm lễ cưới chứ bộ. Trời ơi, nó cưới con gà chứ bộ nó cưới mày sao mà mày làm cô dâu? Ủa, anh Kế nói con đại diện cô dâu cho tía xin trưởng giả mà. Kế biểu. Dạ. À, tía hiểu rồi. Vô. Dạ, kính chào bác Tư. Hôm nay chúng cháu đúng hẹn như lời bác hứa. Đến đây đông đủ bà con gần xa vui ngày vui. Cảm ơn thật tình thương cảm cho nhà thôi. Tình duyên lứa đôi đẹp bền.
con xin thay mặt đàn trai cảm ơn bác đã thương mà chăm chế cho đôi trẻ. Ê, cưới con gà tại sao nói đôi trẻ? Con nạp lễ vòng vàng nữa kỳ với mày. Dạ ăn nói cho đúng nghi thức vậy mà. Bác cứ tuyên bố làm lễ y như đám cưới người mới hên được. Vậy hả? Vậy bác làm theo lời cháu liền nha. Dạ, kính mời bác gái ngồi đây. Đó. Dạ bác trai bắt đầu. Dạ. Bắt đầu đi bác. Dạ. Dạ kính thưa bà con hai họ, vì thương cháu phát mồ côi cha mẹ phải sống cảnh quạnh hiu một thân một mình trong căn nhà trống vắng, nên chúng tôi chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt. Tôi chính thức tuyên bố trước đông đủ bà con hai họ cho cháu phát cưới con gà và nghi lễ bắt đầu. Một hậu quá ngon con rất quá mình cho cho nó cưới con gà mà nó nói mình phúc hậu, mắc cười mấy thằng này quá. Dạ, cháu xin đại diện cho đàn trai cảm ơn lòng thương của hai bác. Xin hai bác lên đèn bàn thờ tổ tiên. Anh với em làm xong hết chưa? Nè. Xong chưa? Dựng cổng nè, che rạp mâm bàn dọn nó xong hết rồi, chờ có anh thôi à. Tốt, để đó cho anh. Hai bác đã lên đèn xong, bây giờ tới lễ lại tạ tổ tiên ông bà cha mẹ. Xin mời chú rể Lê Thạnh Phát và cô dâu Trần Thị Ngọc Ngà đến lại tạ tổ tiên ông bà cha mẹ. Đám cưới cưới. Dạ, bàn thờ tổ tiên chú rể cô dâu mới vừa lại. Chúng con vô cùng sung sướng tạ ơn sông đường. Trời ơi nó xin cưới gà sao lại cưới con tôi? Chuyện gì đã thế hơi kê nghĩa là làm sao? Dạ có gì lạ đâu tía. Tía thách cưới có một con gà mà ảnh lo đầy đủ nghi lễ rõ ràng như vậy, tía còn muốn gì nữa? Dạ, má rất hài lòng đám cưới tụi con. Dạ. Không tin tía hỏi má thử coi. Má ơi má, từ ngày con biết má tới giờ má chưa nói câu nào hết má. Má nói giùm con đi má. Má thấy đám cưới tụi con là má mừng lắm rồi đó nha. Bà câm họng bà lên. Bà đừng có tạo lao bà. Tôi dặn bà rồi, có khách bà làm ơn bà ngồi bà tỉnh khẩu giùm tôi. Bà đừng có dở cái miệng bà ra. Cái hơi của bà nghe tôi nghe nó chổi cái lỗ tai chịu không có nổi. Trời ơi, hèn chi rồi đó giờ không nghe bác gái nói gì trơn ha. Công nhận thì giọng bác gái đặc biệt ghê á. Không phải hồi đó hơi má em cũng giống như em vậy đó, nhưng mà từ ngày cắt amidan cái nó vậy luôn á. Tao nói hàm nói chết có bữa chết một hai mạng rồi mày sợ bác. Nhưng chẳng những bác gái mà cả hai họ cũng đồng tình như vậy phải không bà con cô bác? Trời ơi tức nè. Trời ơi cả đám nó hùa theo hết rồi. Hỡi ơi tóc đã hoa sương mắt lừa trẻ thơ, ôi thôi lơ rồi cho cưới làm sao mình. Đành thua chúng mây giăng cờ gà trong gai ó o tìm mình đôi cha nỗi buồn làm vui. Dạ chúng con đổi ơn chứ má đám cưới. Cái thằng Quỳnh hiến kế kia đầu đuôi cũng là mày, là mày chứ không ai như này hết phải không mày? Ê cha kia, cha là ai hả? Tôi nói rồi, cần đồng bóng có tôi, cần thầy pháp cuối to, cuối to là có tôi. À, vậy ra đây là thầy pháp đấy ha? Đúng. Cái gì cười? Trời ơi là trời, mặt như Hà Bá vậy hô thầy pháp. Hình hình đi, cười cái gì? Nụ cười không có nội tâm. Bộ cái tướng như vậy làm thầy pháp không được hả? Chứ cái tướng làm sao mới làm thầy pháp? Trời ơi, đây nè, tướng thầy pháp là tướng vậy nè.
tướng như vậy đó hả? Ủa trời. Cái tướng này đây hả? Trời, cái tướng này mà tướng thầy Pháp. Thầy Pháp hay là Ba Lát? Ê, đừng có mà chọc tới thầy nghe. Nghe, chọc tới thầy là kêu bằng thầy thư cái là sình bụng rồi nghe. Tôi biết mà, tôi biết tài nghệ của thầy ở vùng này, ai mà không biết đến thầy. Ngoài cái tài thư sình bụng ra, thầy còn nhiều tài nữa. Ờ, biết vậy tốt à. Ủa, mà ông biết tôi còn tài gì nữa à? Còn chứ, ông còn 10 tài lận nữa. Tài gì? Nói nghe coi. Nghe tài của ông nè. Ừ. Tài ăn là 1, tài giống là 2, tài nhai là 3, tài la là 4, tài trốn là 5, tài nằm là 6, nói láo là 7, hay nhảy là 8, ăn bám là 9, lính quýnh chẳng một chục. Một chục. Thôi! Hãy cho thằng kia giỏi, cho thằng kia. Thằng này găng thép hay sao mà dám làm tàn? Thằng này da sắt hay sao mà dám nhìn ngang? Nhiều lời anh nói bao qua động tới ta đây. Ta cho một chưởng là bay, ta cho một đá lòi phèo, cả là nghe đến tên ta là rung. Ê, thôi mày hả? Bộ Hà Bá nhập mà hay sao mà làm gì mà giật dữ vậy mày? Không phải Hà Bá nhập mà giáp nhập á, nhặt giáp nó nhập. Thì ghê quá à. Trời ơi, tao nghe tao sợ quá à. Trời ơi, tự nhiên nghe sợ là cái tay nó giật giật vậy thôi. Vậy đó con. Nghe tới tên ta là nó phải giật vậy đó. Dạ thưa thầy. Dạ thiệt tình á, nghe quay của thầy á, tay chân tôi nó đều muốn giật. Mà nó muốn giật cho trong mặt thầy á. Thằng này hổn. Tên này dám hổn. Vậy là mi muốn sình bụng phải không? Được. Chổng mắt mà coi ta hành động đi. Hôm nay ta mệt quá. Hôm nay thầy ăn chay, thầy tha cho mi đó. Mắc cười quá. Thôi đi thầy ba ơi, cái trò đó đó thầy để thầy vô trong thảo cầm viên á, thầy đùa với khỉ á. Chứ còn không có đùa với tôi được đâu. Để tôi nhớ coi, để coi thầy cũng có thư sình bụng vậy đó, chứ không phải là không. Nhưng mà thư sình bụng cô Sáu ở Cao Lãnh tới tháng 9, thì thầy thư cô Hai sình bụng tháng 2 ở Tịnh Biên. Rồi mới hôm cái tháng vừa rồi nè, ở Bạc Liêu nè, thầy làm sình bụng một cái cô gái 18 tuổi bị thần kinh á. Thầy vô thầy chữa bệnh tà, bệnh ma vậy đó, thầy làm sao mà sình bụng nhỏ mới 18 tuổi. Đúng không? Ủa trời ơi con, sao con trai này biết hết trơn trời cả. Bây giờ nghe tôi nói nè. Mỗi nơi thầy tới là thầy đều có một cái tên mới. Có đúng vậy không? Không mà sao cà lâm? Cà lâm là tên của ta. Ta không có cái tên nào mới hết. Hồi trước tới giờ ta vẫn là thầy ba chà là. Tên ta là thầy ba chà là. Đã cà lâm mà cái môi còn giật giật. Ông có thể qua mắt được những người nhẹ dạ, chứ còn ông không thể nào qua mặt được tôi đâu. Ôi thiện tai mô Phật bon. Đúng là người phàm mắt thiệt. Ông đã nhầm người rồi. Thôi ta phải đi làm việc thiện đây. Ôi Nam Mô A Di Đà Phật, ta thích làm việc thiện quá. Ta không thể ở đây để cãi lip với ông đâu. Ta đi đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Đứng lại. Thầy ba. Đúng là người trần gian thường nguyền rủa những gì tệ bạc xấu xa như là Hà Bá. Nhưng mà họ đâu ngờ rằng chung quanh họ còn có những hạng người còn kinh tởm, thật là kinh tởm hơn nữa kìa. Ta phải cho ông này biết tay ta mới được. Hô biết. Trường ơi, sao con cãi lời má con đi tâm sông tâm suối làm gì? Để bây giờ cái thằng Hà Bá nó bắt con rồi, con thấy không? Trường ơi, cái thằng cha Hà Bá này con tôi nó còn nhỏ dại, nó có làm gì xúc phạm tới ông đâu mà ông bắt nó? Đồ, cái đầu lắm mà ăn hiếp con nít, giỏi hả? Bắt tao nè. Hả? Con bắt tao đi, tao già nè, tao già không sợ với ông ai nè. Bắt con nít làm cái gì? Đồ cái thứ Hà Bá thủy lôi, đồ cái thứ hắc ám, đồ lũ đạn xét, đồ
chuột ơi, con có biết là má thương con lắm không? Chuột ơi, chuột! Hồn con linh thiêng, hai mau đến đây cùng má, dán kiếm thương khác cô già cách. Đồ ăn má nấu rất dư để trong nhà bếp, thiếu cứ vô con dùng. Trời ơi, thương quá! Ôi thương biết bao tình nghĩa, tình mẹ thương con thiết như cái đồi ca, mà sao ai nỡ rẽ gì cách xa người nga, cách chia đôi đường. Ủa, thầy ba, thầy tới hồi nào vậy thầy ba? À, thầy tới từ cái lúc mà con đang khóc than ủ rũ. Trời ơi, thầy ơi, thầy ơi, làm chuột nó. Thôi. Cái thằng chuột nó. Thôi, nên, đừng khóc. Đừng sao, sao khóc mặt sao ghê lắm, dơ. Thôi đừng, nên. Thôi đi. Sao? Thôi nín đi sao? Đừng khóc nữa sao? Sao ơi, mọi giọt nước mắt sao rơi như từng cơn mưa tươi vào lòng ba, những giọt sầu ố ẩn. Mệt quá. Trời ơi, chuyện như vậy mà thầy kêu tôi đừng khóc mà. Ý trời ơi, sao đừng kề bên ba, không nói một lời mà rưng nước mắt. Hoàng hôn ngơ nghe cành thầu. Thôi đi. Mật hứng à? Thầy nói cái gì kỳ vậy thầy? Đâu có nói gì đâu kỳ. Đã biểu đừng có khóc nữa mà. Không khóc sao được? Trời nhưng ơi, mà khóc hoài thầy xúc động. Rồi thầy nói bậy bạ không hả? Trời ơi, chắc thầy cũng hiểu hoàn cảnh của tôi trong lúc này chứ. Rất hiểu. Thầy rất hiểu cho cái cảnh mẹ quá con côi. Nên thu thiệt là thầy rất thương. Dạ, thầy thương. Ủa mà thầy thương ai hả? Thì thầy thương cho hoàn cảnh của Sáu chứ thương ai. Dạ, nếu như thầy hiểu được hoàn cảnh của tôi thì tôi mong thầy thương tôi mà tận tình giúp đỡ. Trời ơi, mặt khóc thì thương gần chết. À, được rồi, yên chí. Thầy đã tới thì phải xong thôi. Thầy nói thiệt nha, nhà nào mà mất mát cái thầy tới là phải đổ nát thôi. Vậy thầy nói gì? Không có. Thầy nói gì thầy nói lỡ tôi nghe coi. Thầy nói lộn. Thầy mà tới là phải đổi khác thôi. Như vậy là đổi khác chứ không phải đổ nát phải không thầy? Đúng. Vậy là cái lỗ tai tôi nó đương xúc đường chỉ. Đúng. Phải đổi khác ngay. Mà đổi khác là sao vậy thầy? Thì có gì đâu. Nếu không bệnh thì mình làm cho bệnh, mà nếu không chết thì mình làm cho chết. Ủa, cái gì kỳ cục vậy thầy? Ủa, ý lộn nữa. Nửa lộn nữa rồi. Có gì đâu, cái đó là thầy muốn nói đến những ai mà dám cãi lại thầy kìa. Chứ còn đối với Sáu thì... Dạ, thì sao hả thầy? Đối với Sáu thì... Nếu không yêu thì thầy làm cho Sáu phải yêu. Còn nếu chồng chết thì thầy tìm cho chồng khác. Còn... Trời ơi. Dạ. Ôi thầy ơi, thầy thương mà nói vậy cho tôi bây giờ nó quá đát rồi thầy ơi, đâu có ai thèm thương tôi nữa. Trời ơi, hai cái má ửng hồng mà thấy ghét dễ sợ luôn. Trời ơi, thương chứ sao không thương. Đó là biểu tượng của muốn chồng thành dịch đó thầy ơi. Phải thầy nói là gái một con ở chồng còn muốn lé nữa. Dạ thầy lộn rồi. Hả? Em tới ba con lận. Hả? Ba con? Dạ. Trời ơi, ba con mà sao cần vớ cháy quá vậy? Đó là tại em tập thể dục thẩm mỹ. Ủa rồi hai đứa kia đâu rồi? Dạ hai đứa lớn nó mất từ khi mới lọt lòng mẹ. Ê cha 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 cha, khó nuôi con dữ ha. Dạ. Mà Sáu tuổi gì vậy? Ủa, già rồi đâu có còn cưới hỏi mà thầy hỏi tuổi làm chi? Trời ơi, không phải. Thầy hỏi tuổi đây là để làm thủ tục đầu tiên. Ủa, làm thủ tục mà cũng phải hỏi tuổi nữa hả thầy? Ừ, hỏi chứ.
Muốn tìm con thất lạc thì phải biết tên tuổi của con, tên tuổi của mẹ, để thầy nhờ những người khuất mặt khuất mày giúp đỡ. Cùng nơi nơi để đi tìm đi kiếm, kẻ dương gian đã vô tình lạc bước. Không họ tên thì biết đâu mà đăng bài, nào tên chị Hải mau tường ta rõ, để ghi danh để gửi tiền xuống dưới, cho đại kiện tên họ phát đi mà tóc hành. À cha, ở dưới lúc này có đầy đủ hết trơn hả thầy? Trời, có chứ sao không có. Thế trên này có cái gì cái dưới họ nhập cái đó hả? Trời ơi, đã quá ta. Mà thầy ơi, bộ thầy xuống dưới rồi hả thầy? Chứ sao mà... Ủa, nói bậy đi, ai xuống dưới hồi nào? Ủa chứ mà thầy chưa xuống mà sao thầy biết rành quá vậy? Thì nghe người ta nói. Mà người nào nói vậy thầy? Người ta chứ người nào, không biết đừng trả lời gì chứ. Người nào nói kệ ta, miễn có nghe được rồi, đừng có hỏi dài dòng. Dạ, em biết rồi. Giờ tuổi về, nói. Dạ, em tuổi thân. Dạ. Trời ơi, tuổi thân. Dạ. Tuổi thân, à tuổi thân là con rắn. Dạ không, tuổi thân là con khỉ mà thầy. Hay cãi quá, biết là khỉ rồi. Nhưng mà con khỉ nó ở trên cây, con rắn nó cũng ở trên cây. Mà cứ đứng eo vậy tôi thấy giống rắn hơn khỉ. Muốn làm khỉ thì phải nhảy cà trọt với làm khỉ. À, được chưa? Dạ. Để coi. Tuổi thân con khỉ ở trên cây. Tuổi thân con khỉ trên cây, tuổi thân con khỉ trên cây, truyền qua nhảy lại té xuống sông. Tuổi này năm nay kỵ nước nghe. Dạ, như vậy là không được tắm hả thầy? Đó bậy à. Kỵ nước tất nhiên là không có được đi sông đi biển. Chứ sao không tắm? Hên quá. Sao? Không tắm sao chịu nổi bà? Dạ. Nghe tiếp nè. Tuổi thân con khỉ mà năm nay là năm chuột. Tuổi thân thì nó nằm vật cái cung. Dạ cung gì? Để coi. Càng khẩm cấn chấn tống ly không đòi. Đó. Tôi nói thiệt cho thầy nghe. Ai mượn tiền thầy mà không trả mà thầy đòi không được thầy kêu tôi. Tôi nói thiệt cho thầy, tôi chơi ráng hết trơn hết trọi á. Tôi đòi 10 ngày mà tôi chửi nó thiệt cho thầy nha, không có nghỉ, không có ngủ nữa. Ủa gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy bà? Thầy mới nói không đòi nè. Trời đất quỷ thần ơi, làm gì mà cứ đâm hông hoài vậy? Tôi nói đây là tôi nói cung mạng của con người ta. Càng khảm cấn chấn túng ly khung đòi. Nghe rõ chưa? Đòi thì thầy phải nói đòi, còn thầy nói đòi tôi tưởng đòi nợ, ai biết đâu. Thôi xin lỗi thầy. Nghe tiếp nè. Dạ. Năm nay là năm con chuột, nằm vào cung ly, mà tuổi thân thì nằm vào cung tốt. Đó. Dạ. Bởi thế cho nên năm nay thì sáu phải chịu tốn. Nếu không chịu tốn thì phải chịu ly. Mà ly đây tức là ly tan, đã biết chưa? Trời ơi, thầy ơi thầy, bao nhiêu tiền tốn tôi cũng chịu hết trơn á. Miễn sao đừng có ly tan là được rồi thầy ơi. Vậy là biết điều đó. Dạ. Nếu vậy thì dọn mâm bàn ra đây để cho thầy bắt đầu vào việc. Dạ thầy, chờ em một chút xíu, em dọn rồi em bưng ra liền. Nhanh lên, kẻo trễ là mất linh đó nghe chưa. Rồi chưa, sao lâu quá vậy? Dạ có liền. Dạ có liền đây thầy ơi. Để đó cho thầy. Dạ. Ủa, sao con gà nhỏ vậy? Trời ơi, 2,8 kg đó thầy ơi, còn nhỏ gì nữa. Nhỏ lắm, không có linh. Mày muốn có mua á, mới nhớ mua cỡ 4,4 kg á, hay 4,8 kg vậy á nghe. Trời ơi, nếu mà 4,8 kg con gà đâu có, thầy đó ném về mua con ngỗng thì mặn mai ra. Ê, ngỗng là tốt đó. Năm sau mà muốn cúng là phải cúng đà điểu à nghe. Dạ, dạ con nghe rồi. Bây giờ ngồi xuống đó đây, im lặng để thầy làm việc. Không có nói gì hết nghe chưa. Dạ, im lặng là mờ ám. Bậy bạ. Dạ, dạ, dạ bởi mờ ám nên em phải im lặng. Sự là khấn giới cùng hoàng thiên hậu thổ, khấn giới cùng cứu thiên quyền nữ đệ tử bốn phương âm dương hai cõi bà hành bà chanh bà ớt. Hãy đến sức chia rượu bia qua quá con gà quá đã có cả khỏi thương. Hãy đến sương sự khẩn trương giúp đỡ nam mô gì đó. Quá đã. Quýnh sơn rồi đặt tiền tổ đi. Thầy nói gì tôi chưa nghe. Tôi biểu đặt tiền tổ. Ủa có đặt tiền tổ nữa hả thầy? Ủa chứ sao không, ai làm chùa vậy? Bao nhiêu vậy thầy? Để coi, 750.600. Trời đất ơi, gì dữ vậy?
nhiêu đó mà nhiều vậy? Thầy á, thầy lấy cho phần thầy á là có 600 lẻ thôi, chứ còn 750 ngàn á là chi phí cho tổ đi taxi. Trời ơi, taxi đi đâu dữ vậy? Ra tới Vũng Tàu mới tới cỡ đó, cho đây gần bên mà làm gì dữ vậy thầy? Trời ơi, khổ quá. Thầy ơi, hay là tôi mướn xe ôm nữa thầy, cho nó bớt chút đỉnh hơn thầy. Đi xe ôm con bà chìm luôn á, không có vớt được đâu. Dạ thôi thầy ơi, thầy làm ơn thầy hỏi dùm bớt cho em chút đỉnh được không thầy? Trời ơi, bực mình ghê vậy đây. Dạ, hay là bây giờ thầy người khuất mặt khuất mày, không có ai nói thách đồng trả giá. Dạ thôi thầy, làm ơn thầy tính chẳng cho em nữa thầy. Chẳng là nhiêu? Dạ 50. Trời, 50 được không thầy? Trời, chẳng khôn dữ à, kiểu này chắc con bà chìm luôn rồi đó. Thôi được rồi, thầy đi à. Ê, thầy đi đâu vậy thầy? Đi hỏi coi vàng nhiêu chị. Dạ thầy khỏi hỏi, bữa nay vàng xuống giá rồi thầy. Rành quá ha. Dạ. Nếu vậy thì để tôi đại diện cho bà trên tính sáu chị, được không? Trời ơi, một chỉ cũng 490 rồi thầy. Trời ơi, không bớt được chút đỉnh nào nữa sao thầy? Vậy thôi. Yeah. Ê, khoan thầy ơi. Thầy ơi, em đành phải chịu. Em chịu tốn cho em, không có chịu ly thầy ơi. Biết điều với thần với thánh vậy là được. Nếu 6 triệu thì đó. Lọt cái trong tay ra đi. Khỏi mất công điếp. Trời ơi, sao thầy nhìn xuyên tâm liên dữ vậy thầy? Mắt thì sáng lắm. Trời ơi, lột ra mà chiếc nhẫn tôi đứt từng đạn ruột, sao mà nó chặt quá vậy nè. U da. Nè thầy ơi, coi chừng trầy vàng hết. Dạ. Đây. Ây chà, vàng hơi xanh ha. Dạ, vàng mua xe đó thầy. Vậy ha, này chắc đeo lâu rồi phải không? Dạ. Hèn gì chu lét nhưng cũng được. Nghe hỏi nè. Dạ. Nhỏ tên gì ạ? Dạ nó tên Chuột, tuổi Tý. Ê chà, tên Chuột mà tuổi Tý nữa ha. Năm nay 5 tuổi đó, cha, hơi căng à. Dạ căng là sao hả thầy? Căng là căng á, biết không? Mà không sao, để thầy ráng thầy coi cho. Nhưng mà nè, Sáu nhớ nghe, cái này là thầy dì Sáu đó nghe. Dạ. Thương dữ lắm đó nghe. Dạ. Mới tao lo cho đó, cho tụi Tý mà giá này là căng lắm á. Dạ, xin thầy thông cảm cho em, nhà em nghèo, chồng em chết. Đó, tại chồng con chết tôi mới tới đó. Đó, đúng rồi. Thôi được rồi, quỳ xuống đi. Dạ. Để thầy làm phép, để tìm coi con nhỏ nó ở đâu. Bắt đầu nghe. Ra vô đó, bắt đầu cứ vô liền, nhập liền vậy đó. Ủa sợ đá sợ đá. Hả mà là cô rút sẽ khả năng sợ đá sợ đá. Ủa đá sợ đá sợ đá. Úm mà là tà ma chạy hết, chạy la, chạy lết, chạy trối, chạy chết. Chạy hết rồi đi ta bắt chúng mi bó vào ngâm rượu. Để nhậu la sai cho mày biết ta. Nếu không thì chạy ra thì ta sẽ giết ra kìa. Hô giá. Ây da 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 da. Ây da 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 da. Lại đi rồi. Dạ lại, dạ lại, mua anh. Ây da 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 da. Hãy xỉ, hãy xỉ, hãy xỉ xấu, xỉ xấu ngộ tả đi xỉ à. Sắp xây cô dành tổ xanh, tổ đỏ, tổ bỏ, tổ sản về đây ngăn cản. Ma quý liền chi phù hộ tên Chuột tuổi Tý. Bỏ trốn và đi ở đâu làm gì, về đây cha mẹ đợi, về đây cha mẹ dạ, đợi. Thầy, dạ thưa thầy, dạ nó có mẹ chứ không có cha thầy ơi. Trời vô duyên quá, làm mất hứng nữa nè. Trời ơi, nói cho nó có cha, cho nó biết là sum họp gia đình đoàn tụ, nó về nó mừng, nó về lẹ lẹ quỳ xuống lại đi nhanh lên. Dạ lại Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ba la ba la. Đông phương hướng tôi cái dàn chiến điện, chiến cảnh cao, chiến lửa, chiến hồi. Thế mau về đây mà nhậu cho vui, rồi cùng thầy đi cái mười gia quyết. Ồ, biết, lại đi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ồ, Tây phương hướng trên cái kè hồng trồng, chim chì dôi hợp dưới chim sâu. Hãy mau về thầy dặn mấy câu, nếu chậm trễ ta nhốt đầu cả lũ. Hãy đi lại đi. Dạ, lại, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn Nam Phương Hướng, bốn bức tường che kính đang chờ ông ở dưới công an. Hãy mau vô được cúng khói nhang, vô khám ăn để mà đếm lịch cho mày đếm lịch. Hồ Biên. Ủa, cái gì kỳ vậy thầy? Kẻ nào, thằng nào, hồn cây hay ngọn cỏ, ma nhỏ hay ma to, đang ở trong kho hay trong sống chén, dám to gan đến đây nhìn lén.
mau xuất đầu, nếu không thì sẽ nát xương. Không hồn cây cũng không là ngọn cỏ, không ma nhỏ cũng chẳng ma to, không ở trong kho mà đang ở trong kẹt cửa để ta nhìn xem kẻ gian hoa. Ai? Thằng nào con nào xuất đầu lộ diện? Ta. Trời ơi, xuất hiện giống phim kiếm hiệp quá. Ta. Ta là ai mà sao che kín mặt mày? Ta là con của má ta. Má ta là vợ của tía ta. Tía ta là đàn bà, má ta là đàn ông. Vô duyên, nói ngược. Nói ngược sao? Ba là đàn ông, má là đàn bà hả bộ? Tại ba tía ta là BD, còn má ta là ô môi chứ. Ôi, đồ lãng xẹt. Đồ lãng nhất. Cái đồ lãng xẹt. Đừng có nói nhiều, ta muốn biết mặt nhà ngươi. Nếu muốn biết thì hãy nhìn đây. Trời ơi, rồi gặp nữa. Trời ơi, hổng hạp mà sao gặp hoài vậy trời. Ở đời ngộ lắm, ông hổng hạp tôi, chứ mà tôi rất hạp với ông. Nên chỗ nào có ông là chỗ đó có tôi. Thôi đi, đừng có khoác lác nữa, cái đồ nhiều chuyện. Ông nên nhớ rằng. Ta nhớ gì? Lần vừa qua, tôi đã nghĩ tình, mà tôi đây bỏ qua cho cái tội của ông. Rồi hôm nay, chẳng nghĩ sức mình, còn lê thân ngà đến đây để mà phá hoại. Người trần gian họ yếu lòng vì đoàn mê tín tin ông bài vẽ ra, nhưng nào ngờ đâu ông đây chính là loài yêu ma phá tan cửa nhà người ta. Cái dầu dầu hay, cái dầu dầu sầu, cái dầu dầu sắc. Gì vậy, cái gì vậy? Gì tự nhiên cái gì không hiểu gì trơn trời. Trời ơi, tôi nói tôi còn không hiểu mà làm sao nhà ngươi hiểu được. Chỉ có những người ở dưới sông dưới nước mới hiểu, còn nhà ngươi trên bờ nhà ngươi không biết gì là phải. Vô duyên. Xúc phạm tới thầy là tới ngày tận số rồi, nghe chưa? Đừng có nói nhiều, có ngon ngào vô kiếm ăn em. Trời ơi, trời ơi. Nhà tôi đương đối ghen mà. Tôi xin ai ông đừng có đánh lộn ở nhà tôi nữa. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Ủa sao nghe, sao đừng có cản tôi. Trời tôi giận quá mà, tôi giận quá mà. Nhào vô làm thần thánh bỏ đi hết trơn đổi rồi nè. Để tôi dạy cho hắn ta một bài học, để bỏ cái tật ăn cơm nhà mà đi lo chuyện của người khác. Mày vô đây. Vậy đó. Đừng có mày qua đây. Vậy mà có hậu hơn người ta à. Cái thư lây của người khác để đi làm tiền người khác. Phải rồi. Cái gì vậy mày? Nói vậy là ý gì vậy? Nếu chưa hiểu phải không? Bây giờ tôi hỏi ông nè. Vậy? Thằng chùa con của bà Sáu, ai là mẹ Miền? Mẹ Miền là gì? Mẹ Miền là bắt cóc nó đó. Trời ơi, vậy mà cũng hỏi. Thì Hà Bá bắt đó chứ ai? Hà Bá bắt. Trời ơi, cười kìa. Trời ơi, trời, ngang nít bị Hà Bá bắt mà cười, đồ ác độc. Trời ơi, nói chuyện mắc cười quá. Xin lỗi nha, cho mình cười miếng nữa nha. Cho đó. Trời ơi, cho cái cười liền. Bỏ đi. Ông thầy ơi, coi kỹ coi phải Hà Bá trầu lên không? Coi mặt cười gần như Hà Bá vậy đó. Ê, không phải Hà Bá. Cái này không giống Hà Bá. Hà Bá tôi có gặp mà, không có giống cha này. Cái mặt thằng cha này cười á, giống cái gì, giống cái con bí bo ở trong phim Phượng Hoàng Lửa. Được rồi, một chút xíu nữa ông sẽ thấy cái mặt ai giống con bí bo ở trong Phượng Hoàng Lửa ha. Cái mặt ông giống bí bo chứ ai. Bí bo. Bây giờ khoan, bí bo, cái chuyện bí bo để chút xíu nữa phân giải. Bây giờ nghe tôi hỏi tiếp nè. Vậy nếu như Hà Bá bắt thằng chuột á, ông nhắn ông có đem về được không? Trời ơi, xin lỗi nha, xin lỗi, giờ cho cười lại. Hỏi câu nghe thừa quá. Đã là thầy thì phải làm được chứ làm sao. Trời ơi thầy ơi thầy, bộ đem con tôi về được hả thầy? Được chứ sao, được là phải được thôi thầy mà sao. Ê, nhưng mà vụ này tốn tiền dữ em nghe sao. Dạ bao nhiêu cũng chi hết trơn á thầy, miễn sao con tôi nó về được là tôi mừng rồi. Mà tốn bao nhiêu lận thầy? Bao nhiêu cả người ta. Mắc mớ gì tới ông có con bị chết đuối không mà hỏi? Tôi có không, tôi không có con chết đuối, nhưng mà mắc mớ tới tôi chứ, mắc mớ nên tôi mới hỏi chứ. Mắc mớ gì tới ông? Mắc mớ gì tới ông, đi chỗ khác chơi đi cha. Để người lớn người ta làm việc. Đi đồ con nít con nôi. Dạ, trời thầy ơi, quê bị đuổi mặt quê kìa trời. Thầy ơi, mà tốn chừng bao nhiêu vậy thầy? Sao đừng có lo, người khác thì nhiều lắm ấy nha, nhiều lắm á, nhưng mà với xá thì thôi, thân tình mà rẻ thôi, 4 triệu hả? Trời ơi, trời ơi
rẻ, rẻ mà 4 triệu. Cười mẹ mày đuổi đi mà sao còn chui vô cười vậy? Cười vậy trời ơi, vô gì vậy? Đi đi. Cười gì mà cười vô gì quá. Thôi, bây giờ bắt đầu nói chuyện đàng hoàng nè. Mình kết thúc cái câu chuyện được rồi đó thầy Ba nha. Vậy. Bây giờ ông nghe tôi nói nè. Chính ông là cái người bắt thằng chuột chứ không có Hà Bá nào bắt cả. Ê. Không có xạo cả cha. Tôi không có xạo. Ông đã bắt thằng chuột, nhốt thằng nhỏ ở dưới ghe của ông, rồi bà vẽ tống tiền với bà Sáu phải không? Ê, nãy giờ tôi nhịn nhiều rồi nha. Ông nên nhớ rằng mình là người lớn với nhau nha. Ăn nói là phải cho đàng hoàng nha. Ông nói tôi bắt con bà Sáu hả? Ai làm chứng? Ai? Tôi. Tôi làm chứng. Ở đâu ra Hà Bá nữa vậy trời? Ông làm chứng hả? Nhưng mà ông là ai? Con mắt ông lòi xỉa, thành ra ông không biết tôi là ai. Ôi, mặt Hà Bá. Cho ông được biết. Tôi là tổ trưởng an ninh ở đây. Trời ơi, chết cha mồ tổ của tôi rồi trời. Biết sợ rồi phải không? Được rồi, nghe đây. Chính ông này nè, đã đưa tôi xuống ghe của ông. Và tôi tìm thấy thằng chuột bị trói, bị bịt miệng, đang ở dưới ghe của ông á. Bà mẹ đó, thằng cha thầy này, trời đất ơi, chú Hai ơi. Bố tìm được thằng con tôi rồi hả chú Hai? Dạ tìm được rồi gì sao à? Trời ơi. Bây giờ nó đâu rồi hả chú? Dạ thưa dì, phần thì bị đói, phần lại không ăn, nên bị ngất. Nên vợ chồng năm thịt heo đem em nó đi bệnh viện rồi gì sao à? Bà mẹ, thằng cha này nó tàn sát quá, nó tàn ác với con tôi quá. Trời ơi, nỡ nào nó đem con tôi xuống rồi nó bỏ đói ở dưới. Cái đồ quỷ sống, cái đầu lường gạt. Lường gạt cho thầy bà cái con mẹ gì nè, mày chết mày với tao đây nè. Đây nè, mày tao lết tối. Ui da, đau, nhẹ nhẹ, chết thầy sao, chết thầy. Giờ này mà còn thầy bà hả mày? Thầy bà nè, tao giả vô mỏ mày. Ui da, trời, sức lo mũi. Ui da, đừng sao, nhẹ tay cưng, nhẹ tay thôi cưng. Ê, chỉ vàng đâu, đưa đây. Từ, lẹ lên. Từ. Trời ơi, bình tĩnh. Hồi nãy còn gặm vô nữa, nước miếng không ở trong này nè. Cái đồ lường gạt, cái đồ liễu cán. Giận mặt xấu. Chết luôn. Ui da, trời ơi, giận mặt xấu lắm, ghê lắm. Từ. Bây giờ tôi phải đi thăm con tôi mới được. Con ơi là con, chuột ơi là chuột. Tôi nợ lòng nào nó bỏ đói con tôi à. Mày đó nghe mày. Mày đúng là cái đồ Hà Bá nha mày. Mày mới thiệt sự là Hà Bá. Hà Bá nè, Hà Bá. Dạ trời, quỉnh quời hờ. Ngộ quá ơi. Trời ơi, làm ơn mà còn bị chửi nữa. Dạ cho tôi xin cảm ơn ông đã giúp chúng tôi vạch mặt và bắt được tên lường gạt có lệnh truy nã này. Ôi ơn nghĩa gì chú ơi, thấy chuyện phải thì làm thôi. Còn ông Ba Trà, hãy theo tôi. Vậy là từ nay đời tôi coi như hết rồi. Đi lẹ đi. Cha kia. Cha đúng là cái đồ. Đồ gì? Đồ Hà Bá. Chứ còn ai vô đây nữa.